chấp 274 thần sủng tiến hóa. Không ổn. Buông ra. Hey. Ngoàm ngoàm, mùi vị không tệ. Chết. Phong quang áp có thể làm bị thương mình, thần khí này đúng là khoa trương, chuồn trước. Không cử động được. Năng lực thời gian của tên này hơi mạnh đấy. Mê cung luân hồi vô tận. Ý, chưa chết. Nếu chưa chết thì tiếp nữa đi, thời chi cơ khu. Không đúng, sức mạnh sao lại thất thoát nhanh vậy? Khối lập phương con cá này vứt ra là thần khí. Chẳng trách nó có thể đỡ được một đòn vừa rồi. Sức mạnh thất thoát quá nhanh rồi, dù sao bây giờ mình vẫn chỉ là chuẩn thần, tiếp xúc thần khí có pháp tắc tiêu hao quá lớn. Tách ra. Cho ta. Bây giờ không có hơi đi thu phục thần khí nữa, vẫn nên giải quyết bên này đã. Chịu chết đi. Gì, phản ứng nhanh đấy, còn tưởng có thể tiêu hao hết sức mạnh của nó chứ. Nhưng đã bị ép đến mức phải cận chiến với ta rồi, sức mạnh của ngươi không còn bao nhiêu nữa đúng chứ. Cục đá, ngươi thua rồi. Quả nhiên là ép ta cận chiến, đây chính là chiến thuật cuối cùng của ngươi sao. Có thể một đấu ba, ta thừa nhận ngươi là chuẩn thần khó đối phó nhất ta từng gặp, nhưng mà... Thời chi cơ khu, cái gì? Lúc phát hiện ngươi dùng thần khí tiêu hao ta, ta đã nhìn thấu chiến thuật của ngươi rồi. Năng lượng sắp tiêu hao hết chỉ là giả vờ cho ngươi xem thôi. Chết đi. Sao lại cứng như vậy, lẽ nào là xương sọ? Vô số năm nay không biết đã đâm xuyên qua bao nhiêu xương, độ cứng của xương sọ này có thể xếp vào top 3, nhưng cũng chỉ có vậy. Kết thúc đi, hệ thời gian mới là thuộc tính mạnh nhất. Hửm. Sao có thể? He he, phục vụ không tệ đâu cháu. Không chỉ xỉa răng cho ông đây, còn đánh bóng luôn, cảm ơn nhá. Ta là thần Hải Dương. Dám chọc ta, ngươi hôm nay chết chắc rồi nhãi con. Tên này, nó có hai thần khí, còn đột phá lĩnh vực thời gian, sao có thể? Cười chết ta rồi, lại còn chạy, đừng chạy, vừa nãy không phải ghê lắm sao? Chiến 300 hiệp nữa với ông đây đi. Ha ha. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây, mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ, đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.